Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái hệ thống màn hình Android vị trí trên xe hơi ha. Thì ở đây mình có một cái màn hình Android đến từ Trung Quốc. Thì ở Việt Nam chúng ta có một số cái nhãn hiệu màn hình Android cho ô tô chính hãng, một số cái tên như là OLED, OLED Pro, ZTAC, Gotek, rồi TI, vân vân, rất là nhiều. Thì ở đây thì sản phẩm của mình đóng một cái logo OLED và họ được quảng cáo trên cái shop online là OLED C8. Nhưng mà theo như mình thấy thì đây không phải ha, đây chỉ là một cái màn hình OEM làm bên Trung Quốc và đóng cái chữ OLED mặt trước thôi. Xét về cấu hình của màn hình này thì nó cũng sẽ ngang ngang với lại chiếc OLED C8, đó chính là nó sẽ sử dụng bộ vi xử lý là 8 nhân kèm theo bộ nhớ RAM 3 GB và bộ nhớ trong là 32 GB. Thì trên cái màn hình này chúng ta sẽ cài rất nhiều thứ. Thì ở đây mình sử dụng một cái launcher của tên là Car Launcher Pro. Cái launcher này mình dùng cái theme mặc định và cũng chỉnh sửa custom lại một vài thứ ha. Thì một số chức năng chính của cái launcher này đó chính là ở đây chúng ta sẽ có khung hiển thị cái tốc độ của xe nè. Thì cái tốc độ này chúng ta sẽ lấy qua cái cảm biến GPS chứ không phải là đọc trực tiếp từ OBD hay là CAN bus của xe ô tô. Và phía bên này mình có để một số ứng dụng thường hay sử dụng, ví dụ như là nghe đài, kết nối Bluetooth điện thoại, xem các camera cũng như vô bản đồ YouTube, TV vân vân. Ở dưới này thì sẽ là trình phát nhạc của hệ thống. Cái này nó sẽ hiển thị lời ấn lộn xin lỗi tựa bài hát và tên ca sĩ. Thì nếu như mình mở bằng dù Zing MP3 hay là Spotify gì đó, nó cũng sẽ hiện ra kèm theo cái bìa album ở phía bên góc này. Thì ok, thì đây là cái màn hình. Vậy thì chúng ta sẽ kết nối với cái ô tô chúng ta bằng cách nào? Thì các bạn thấy ở đây là cái viền xám nè. Thì màn hình bản chất chúng ta là nó chỉ có cái phần màu đen này thôi. Đó. Thì cái phần màu xám này nó chính gọi là cái phần mặt dưỡng của xe. Thì tương ứng với mỗi chiếc xe do là thiết kế cái phần lắp màn hình nó sẽ khác nhau, do đó nó sẽ yêu cầu cái mặt dưỡng này khác nhau. Cũng như là thường cái màn hình Android nó sẽ xuất hai kích thước, đó chính là 9 inch và 10 inch. Thì nó sẽ tùy thuộc vào cái khung lắp đặt trên cái xe của các bạn á, mà các bạn sẽ lựa chọn cái mặt dưỡng như là cái kích thước của cái màn hình này cho nó phù hợp. Thì có một số loại xe thì nó cái mặt dưỡng nó sẽ bao gồm luôn cả cái phần cụm điều hòa hoặc là cái cửa gió điều hòa phía trên. Thì xe mình là chiếc Altis đời cũ 2009 thì nó chỉ có đơn giản là cái phần DPI dưới thôi, còn cái phần ở trên lốp điều hòa là nó là phần rời rồi, nên là cái mặt dưỡng này khá là rẻ tiền. Rồi thì cái màn hình chúng ta sẽ bắt về cái mặt dưỡng xong qua các con ốc phía sau. Rồi thì phía sau này chúng ta sẽ có những cái sắt cắm vào cái đầu đi Android này ha. Chúng ta sẽ có cái sắt để gắn cam cam lùi nè, và hai cái anten wifi 2.4 GHz, jack USB 1, USB 2. Jack này là jack để cái khay sim á, và cũng như là đưa ra một số cái đầu dây khác. Và cái phía bên đây chúng ta sẽ có là cái jack cắm GPS cũng như là anten 4G. Còn đây là do cái phiên bản đầu Android này á, nó có hỗ trợ Wi-Fi 5 GHz nên là sẽ có anten 5 GHz ở đây. Thì cái Wi-Fi này chúng ta sẽ có thể là dùng để kết nối tới một cái bộ phát Wi-Fi khác để truy cập Internet, hoặc là chúng ta có thể gắn SIM 4G và phát Wi-Fi ra cho mọi người trên xe để sử dụng chung ha. Và đây là cái lỗ cắm cái anten radio FM AM trên xe. Rồi, ở cái góc bên trái này là cái jack rất là quan trọng, tại vì nó sẽ bao gồm tất cả các cổng kết nối tới cái chiếc ô tô của chúng ta. Thì zin của cái đầu á, thì chúng ta sẽ có một cái nùi dây như thế này, trên mỗi dây sẽ đánh dấu rất riêng biệt. Ví dụ như là dây back hay dùng để kích camera lùi nè, ACC là để vào dây nguồn nè, rồi B cộng là vô ắc quy cũng như là một số dây khác như là key 1, key 2 kết nối lại phím điều khiển vô lăng. Rồi các dây ra loa trước, sau, trái, phải, ra sub vân vân. Tuy nhiên để cho cái việc kết nối mà chúng mình tự làm ở nhà đơn giản hơn á, thì khi mua mặt dưỡng này thì hầu như các shop nó sẽ kèm theo chúng ta một cái dây như thế này. Thì cái đầu cắm này sẽ là đầu cắm cho tất cả các đồ Android luôn. Đó, bạn hãy cắm cái phần đầu đen này vô cái mặt sau như thế này, và nó sẽ cho ra những cái jack cắm zin
theo xe. Ví dụ như là đây là cái bộ dành cho Altis nè, thì mình nhìn mình sẽ thấy là cái bộ này là bao gồm các loại dây nguồn, còn cái này là kia một kia hai vô lăng, còn cái này là hệ thống loa trái phải súp đó. Thì ở đây mình cắm test vô một cái adapter 12V rồi, nên là mình sử dụng lại cái bộ dây theo cái đầu Android này luôn. Thì ở đây mình có câu là dây dây mát, dây nguồn cộng, dây bắc, thì mình để rời như vậy để khi mình chập vô mình kích cái cam lùi lên mình test đó. Rồi, ok. Rồi, xong rồi mình sẽ nối lại chỗ này. Đây là mình nối tạo để mình test thôi, cho nên là mình không có quấn keo kỹ. Rồi. Ở đây thì các bạn thấy là mình có ba cái camera này, thì chức năng của như thế nào, thì hai cái này là bộ với nhau ha. Mình dùng một bộ để cắm cổng USB. Và đây là cái cam, thì cam này chính là cam các bạn dán lên cái phần gương ở bên tay phải để cặp sát lề á. Thì chúng ta sẽ có hai loại camera cặp lề, đó như là một loại là khoan cái lỗ và đặt âm một cái camera bên trong. Nhưng mà mình không thích như vậy, tại vì mình cũng không thích đụng tới cái phần zin của xe. Tuy nhiên cái loại đó thì được cái là cam sẽ gọn, và cái dây chúng ta sẽ đi âm bên trong kiến xuống cánh cửa và vào thân xe rất là gọn. Còn cái này mình chọn cái loại dán bên ngoài không cần khoan lỗ. Bởi vì ví dụ như mình thích á, thì mình dán cho mình xài, còn mình không thích thì mình lột ra mình cất thôi. Đó, khá đơn giản. Nhược điểm đó chính là chúng ta bị lộ dây ha. Chúng ta phải đi thêm một cái đoạn dây cao su đi vô phía sau cánh cửa và đi vào dưới bên trong cái bảng táp lô để mà kết nối với cái đầu Android này. Rồi hai cái này là bộ, thì chúng ta sẽ gồm có một bộ camera trước, camera lùi. Thì chất lượng thì mình thấy là sao ta, khá là tệ so với lại cái bộ cam hành trình trước sau Vietmap A50 mà mình đã sử dụng. Mà tuy nhiên cái A50 á, thì mình phải gắn lên cái kiến và nó thòng xuống, nó khá là vướng tầm nhìn, cũng như là cái màn hình nó khá rất là nhỏ, chúng ta không thể nào mà dễ dàng theo dõi bản đồ được, cũng như là nó cũng không có Google Play Service để mà cài cái Google Map. Chúng ta sẽ sử dụng cái Vietmap bản quyền trên cái Vietmap A50 thôi. Do đó mình quyết định là mua cái màn Android này, chúng ta sẽ có một cái màn hình bự hơn và cũng như là sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, kể cả từ bản đồ tới giải trí. Ok, và đi vào chi tiết cách sử dụng Android này á, thì ở đây mình đã có đấu sẵn dây hết rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số ứng dụng như là camera lề. Nó bị lỏng cái dây dương rồi. Ok, mình sẽ đấu lại. Đó. Đây. Cam lề ha, khi mà kích lên thì nó sẽ hiển thị được cái cam lề ở đây, mình thấy không? Đó. Thì do là cái mình đã sử dụng cái đèn hình quang và điện Việt Nam thì có tần số là 50 Hz, mà chắc là cái cảm biến của cam này nó chỉ thu cố định được 60 fps, nhưng là nó sẽ bị nháy hình. Cũng không quan trọng lắm ha. Là đặc biệt cái cam lề này á, mình thấy hơn cả cam lùi chỗ là chính là nó có cái cảm biến quang học. Thì khi mà trời tối á, những cái đèn 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 cái đèn hồng ngoại á, nó sẽ sáng lên và nó sẽ chuyển hình ảnh về trắng đen giúp cho chúng ta theo dõi rõ hơn. Thì đây là cái mà cái bộ cam lùi này nó thua so với lại cái bộ Vietmap mình đang sử dụng. Thì Vietmap cam lùi của nó có hồng ngoại, thì cái này con này nó không có ha. Ở đây là nãy mình có nói các bạn dây kích camera lùi đúng không, thì mình sẽ biểu diễn cho bạn xem. Thì cái dây này chúng ta sẽ đấu vô cái đèn lùi của xe á, thì khi mà chúng ta cài số dây, cái đèn lùi sẽ sáng, đồng nghĩa là nguồn điện 12V. Chúng ta sẽ kích vào cái dây bắc này. Đây, mình sẽ đấu nó vào cái nguồn ACC 12V. Đó, thì lập tức cái màn hình cam lùi sẽ hiện lên. Thì có cái vạch chia mà màu xanh vàng đỏ như vậy á, mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được tùy theo cái xe của mình ha, cũng như là độ rộng của cái vạch chia này để mình dễ dàng mà canh cái xe của mình hơn. Thì cái chất lượng nó cũng khá là thấp thôi, và mình cũng chưa biết mình lắp lên xe mình sẽ bảo trời tối thử xem như thế nào. Và cơ bản á, thì thật ra phía sau xe mình cũng đã có camera lùi rồi, ấy đúng, xin lỗi, mình đã có cảm biến lùi rồi.
Do đó nếu mà ban đêm thì có đèn lùi, nhưng mà sáng lên trời sáng nữa thì mình nghĩ là chắc cũng sẽ ổn thôi. Không như cam lề là không thấy ánh sáng nào, thì mình mới cố tình mình lựa một cái loại là có led hồng ngoại để mà hỗ trợ ban đêm. Rồi ok, bây giờ thì bên ngoài này các bạn thấy là thêm một ứng dụng nè. Thật ra á, cái tên ứng dụng này mình đã đổi rồi cho dễ sử dụng hơn, người khác sử dụng xe sẽ dễ biết hơn. Chứ thật ra cái ứng dụng camera lề này tên gốc là Front Video, còn ứng dụng cam hành trình sẽ là HDDVR. Cái HDDVR này á là ứng dụng kèm theo cái cam này, khi bạn cắm dây cáp USB vào nó sẽ có một cái ổ USB và vào đó cả file APK chúng sẽ được ứng dụng thế này. Thì ok, để đi vào chi tiết đó, thì mình sẽ mở ứng dụng cam hành trình này lên ha. Rồi ok, thì ở đây á các bạn thấy không, đây là có cái vạch xanh nè, ô vuông nè, rồi cái vạch trắng nè. Thì đây là tính năng ADAS. ADAS tức là cảnh báo lệch làn đường á. Thì khi mà mình cài tính năng này xong, thì khi mình chạy trên đường nó sẽ quét hai cái vạch vôi, vạch trắng á, trên mặt đường, để mà khi mà chúng ta dịch chuyển qua lại á, thì cái vạch sẽ di chuyển theo và cảnh báo chúng mà chúng ta đi chệch cái làn đường chúng ta đang đi. Thì ngoài ra trên ứng dụng này chúng ta cũng có nút chuyển camera ha, trước sau nè. Đó, camera sau nè, camera trước nè, sau nè. Đó. Rồi. Bật tắt tính năng ADAS. Cũng như là cài đặt số cái, ví dụ là playback định dạng thôi. Tức là cái cam hành trình này các bạn muốn quay phim á, thì nó không phải là quay vào cái màn hình này, mà nó sẽ quay vào cái thẻ nhớ. Đây nè, ở đây chúng ta sẽ có cái thẻ nhớ. Đó, chúng ta sẽ gắn thẻ nhớ vào cái cam hành trình phía trước này nè. Nó sẽ quay vào đó. Thì mình chưa gắn thẻ nên là cái playback cũng như cái định dạng này nó chưa có sáng lên ha. Ngoài ra chúng ta sẽ vô phần cài đặt, thì chúng ta sẽ có cài đặt như là ghi luôn cả tiếng nè, ghi luôn dữ liệu GPS nè. Ở đây các bạn thấy không, chúng ta sẽ có đồng hồ ngày tháng, thì tọa độ cũng như tốc độ nè. Thì đây là cái bằng chứng để mà khi chúng ta sử dụng thì nếu mà chúng ta cần bằng chứng khi mà có tai nạn xảy ra, thì đây là cái thông tin rất là hữu ích ha. Ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh cái thời gian mà nó cắt nhỏ file ra để mà ghi cuốn chiếu á. Khi mà thẻ nhớ đầy á, nó sẽ xóa cái file cũ nhất đi và ghi file mới vào đè lên. Thì đây mình thích, mình chọn cái thời gian dài nhất là 3 phút. Đây thì chúng ta sẽ có phần cái phần ADAS, ADAS á, thì nó cũng sẽ hiện luôn ở giữa cái xe phía trước chúng ta là chúng ta đang cách chiếc đó bao nhiêu mét luôn. Thì tất nhiên là những cái phần mềm kiểu này thì mình cũng không đánh giá cao lắm cái sự độ chính xác của nó, chỉ là dùng để tham khảo thôi ha. Đây, điều chỉnh address nè, canh theo cái xe, ví dụ như là để cao không đúng giữa xe hay là đường chân trời đó, chúng ta sẽ setup thêm ở đây. Rồi ngoài ra thì chúng ta có một số ứng dụng hay, rất hay sử dụng, đó chính là Google Map nè, rồi Vietmap, Navitail, và đặc biệt á là cái màn hình OLED, mình gọi là tạm gọi OLED C8 đi ha, hoặc là tương đương OLED C8 á, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta chế độ chia hai màn hình. Ví dụ như đây chúng ta là có chương trình là Navitail, thì Navitail là một ứng dụng có dữ liệu bản đồ Việt Nam, thì nó sẽ có cho chúng ta những cái biển báo cũng như là cái cảnh báo tốc độ tối đa, thì rất là hữu ích. Tại vì Google Maps thì chúng ta không có tính năng cảnh báo tốc độ tối đa ở Việt Nam mình, nhưng mà ngược lại ứng dụng Navitail á, nhiều khi nó là dẫn đường không chính xác vào Google Maps. Đương nhiên là Google Maps lâu lâu sẽ dẫn chúng ta vào những con đường nhỏ mà chỉ vừa đủ lọt với xe hơi thôi, tuy nhiên chúng ta phải sử dụng kết hợp hai cái bản đồ lại để mà tìm được cái tuyến đường hợp lý nhất. Thì như vậy làm sao chúng ta có thể có một lúc hai bản đồ, vừa ví dụ như là Google Maps là bản đồ dẫn đường chính xác ha, và kết hợp Navitail là có cái cảnh báo tốc độ, thì chúng ta đây là lúc chúng ta dùng cái tính năng chia hai màn hình. Thì đây mình sẽ mở cái màn trải nghiệm lên nè, và chúng ta có chế độ chia hai màn hình ở đây. Riêng ứng dụng Vietmap thì chúng ta không thể sử dụng chế độ màn hình nữa. Khi mà chế độ màn hình này nó chỉ hiện màu đen thôi, do đó chúng ta sẽ sử dụng là Google Maps và Navitail. Đó, bạn thấy không? Đây, một cái là dẫn đường, một cái là cảnh báo.
Thì ví dụ như là chúng ta cần không gian ảnh hưởng rộng hơn thì cái kéo sau đó, hoặc là chúng ta có thể vừa coi vừa coi map, vừa coi YouTube chẳng hạn đó. Thì cái vi xử lý 8 nhân cũng như cái RAM 3 GB thì mình thấy nó cũng hoạt động nó cũng ok lắm, nó cũng không có delay, không có trễ, không có gì hết á. Rồi ok, thì ngoài ra hồi nãy mình có nói là cái phía sau nè có những cái sắt chi 1 chi 2 á, dùng để kết nối với lại điều khiển vô lăng, điều khiển trên cái vô lăng của chúng ta á. Thì trên vô lăng thường nó sẽ có những cái nút như là nghe từ chỗ cuộc gọi nè, rồi tăng giảm âm lượng, tới lùi bài, hoặc là chơi nhạc tạm dừng gì đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể cài một cái nút nào đó trên vô lăng thành một cái nút gọi trợ lý ảo. Thì ở đây mình sử dụng trợ lý ảo là AI Car. Thì nếu như các bạn muốn màn OLED mà gọi là chính hãng á, thì nó sẽ có một cái launcher của OLED giao diện khác ha, cũng như là cái trợ lý ảo có sẵn của OLED luôn, là gọi là OLED AI á. Thì ở đây mình không có, cho nên là mình nghĩ đây là cái màn hình OEM Trung Quốc thôi chứ không phải chính hãng OLED đâu. Ở đây thay vì mình xài OLED AI thì mình sử dụng cái phần mềm AI Car để thay thế. Thì cái này á, thay vì bình thường chúng ta nhấn vào để mà ra lệnh cuộc gọi đúng không, thì thay vì vậy chúng ta sẽ cài trên vô lăng một cái nút nhấn để mà khi nhấn cái nút đó nó sẽ gọi ra cái trình trợ lý ảo này, và từ cái lệnh giọng nói này chúng ta sẽ ra lệnh nó, ví dụ như mở radio, mở cái lệ cảm hành trình hay gì đó mà chúng ta hoàn toàn không cần phải thao tác vào màn hình, gây ra cái sự mất tập trung khi mà chúng ta điều khiển xe hơi, rất là nguy hiểm ha. Thì ví dụ như ở đây mình ra lệnh một số cái đơn giản thôi, như là mở camera lề, Xin lỗi, không tìm thấy ứng dụng bạn cần. mở camera lề, Không tìm thấy ứng dụng bạn cần. không biết có mic dởm hay là phần mềm cùi nữa mà nó nhận diện không chính xác cho lắm nữa. Mở camera lề, mở camera Không tìm lề, thấy ứng dụng bạn cần. mở cam lề, Không tìm thấy ứng dụng bạn cần. mở cam lề, mở cam lề. Trời ơi, đúng là cái nhận diện giọng nói có vấn đề hay sao á, nói kiểu này thôi chứ dùng tay chọt cho lẹ. Cái này thì chung phải đưa vào xài thực tế biết được. Cái cam lề nãy mình cái dây dây nguồn 12V bị xúc rồi, mình không sáng ha. Mở cam hành trình, cái lệnh này lại nghe đúng nè. Mình cài cho cái lệnh cam hành trình này nó sẽ mở ứng dụng HDDVR hồi nãy á. Rồi ví dụ như tiếp theo, dẫn đường tới Đà Lạt, Lệnh không đúng. dẫn đường tới Đà Lạt. Thì đây là những cái tính năng rất là cơ bản của những cái màn Đi Android về hướng Tây Nam ở về trên thị phía trường hẻm thôi. 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, sau đó rẽ phải vào À, hẻm ngoài ra thì 220 Xô Viết những Nghệ cái ứng Tĩnh. dụng như Google Maps thì hoàn toàn nó có tính năng dẫn đường giọng nói rồi. Ngoài ra thì ngoài Google Maps thì các bạn hoàn toàn có thể cài đặt nó sử dụng những cái ứng dụng bản đồ khác như là Navitail, Vietmaps đó. Rồi đây là phần cài đặt nè, cho dù cái hành trình cam sau cam trước gì mình đều là để mở ứng dụng HDDVR nãy nè. Ở đây mình không xài cái máy sắp lốt cũng như là camera 60 nên là mình sẽ không cài vào. Rồi một số khác như là cài phần mới nhạc mình ưa thích đó như là Sing 13, rồi YouTube là mình dùng YouTube Fans để không quảng cáo nè, xem TV mình dùng Ma TV, radio của Zin theo cái đầu Android này. Rồi khi mà mình dùng cái Google Maps thu Mất nhỏ tín rồi hiệu nè GPS. thì mình có thể mở ví dụ như là Vietmaps thử coi chạy không ta. Như vậy là không chạy luôn. Vậy là ứng dụng Vietmap này nó chỉ có chạy
một mình ở trên màn hình thôi, không chấp nhận chia đôi cũng như là có ứng dụng khác đè lên. Rồi mình thử lại nha. Độ giới hạn 40 km/h. Mình sẽ vô lại bản đồ, đi lại rồi, Đi ra về home hướng để Tây thu Nam nhỏ về xuống phía ha, hẻm 220 Xô Viết Nghệ rồi mở Tĩnh, lại sau việc đó map. rẽ phải vào hẻm 220 Xô Viết À Nghệ vậy là Tĩnh. hồi nãy cái ứng dụng việc map này nó bị treo, khi mình vô lại rồi thì ok. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ có thể có một cái ứng dụng dẫn đường độ chính xác cao, đó chính là Google Maps, mà tuy nhiên nó sẽ hơi nhỏ. Một cái ứng dụng mình thấy là cập nhật cái tuyến đường cũng như là cái các biển báo tốc độ chính xác nhất Việt Nam là Việt Map rồi. Rồi, ok. Mình có điện thoại rồi nên mình sẽ dừng clip ở đây. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Hẹn gặp các bạn vào video clip khác ha. Rồi, chào tạm biệt. Bye.